Danger. All right, Gam fam, you know what time it is. It is Gam time. Today we're going up against DK with none other than Def, who's on the team. We already took out P.O. Sick. Now we're going after the God himself, a.k.a. Def. So you know what? Anything is possible. Because it's what? It is Gam time, baby. Hi, Kia, the dog, SEA Games. You said Kia from SEA Games because of the money was kind of terrible. Oh, Levi. I know. Ở đúng rồi. Ready, mod, hi, ba. Hi, PCS! What's up, guys? We're out here representing for you guys. Rise is one, PCS and BCS at Worlds 2023. It's do or die for Gam. Let's go. What time is it? Gam time! Perfect, thank you. Thank you, woo. Thank you, brother. Cheers. What? Yay! Đi... Chiu! Tôi là Gam con mẹ đến từ thế giới sao Huệ. Anh Vun, anh Vun, anh vẽ gì vậy? Anh Vun, anh ấy đi editor lọ. Hả? Thi đấu với các đội mạnh ở trên thế giới mà cũng sẽ phải họ làm họ chảy ra trong vậy. Và khi mình chiến thắng thì đó là bản lĩnh, là thực lực của mình, chứ không phải là mọi người sẽ nhìn vào đấy là còn gọi là một trận đấu may mắn hay sao cả. Thì sau khi bọn em thắng được trận Team Liquid ấy, nó rõ ràng là một trận đấu mà mình đều có bản lĩnh và thực lực hơn ở trong cả ba bàn đấu. Thì giống như kiểu anh cảm giác cái mục tiêu của mình đang đạt được đó, thì tiếp tục thêm một cái mục tiêu nữa của mình trong cái trận đấu này. Anh biết đối thủ cực kỳ mạnh thì hãy chiến đấu, kể cả kết quả có như thế nào đi chăng nữa, hãy làm cho đối thủ phải chảy ra trong vậy. Hả? Yeah. Yeah. Come on, Sip. Ready, baby? Don't say sorry. LFG! It's game time. How about game time? What? How about game time? Game time? Game time. Máy yêu. Game con. Con mãi đi. Gam trong tim tôi. Gam tham. Gam là gia đình. Gam con. Gam con. Mãi đỉnh. Mãi đỉnh. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Chung kết Thế giới 2023. Và ngày hôm nay một dịp vô cùng tuyệt vời khi Gamesport có cơ hội đối đầu với D+ Kia. Nhưng cũng sẽ là hành trình vô cùng khó khăn của Gamesport, bởi vì D+ Kia như anh Dương đã chia sẻ là một đội tuyển đánh rất mạnh,
khi đối đầu với những đối thủ yếu. Trong khi đó thì Gam Esport sau chiến thắng vừa rồi thì họ đã có được tinh thần tốt hơn, và hơn nữa đó là họ đã có được những sự chuẩn bị tốt cho những trận đấu quan trọng. Và ván thi đấu đầu tiên trong cuộc đối đầu giữa Gam Esport và D+ Gear đã chính thức bắt đầu. Đã có những bước chạy trên nền cỏ của Summoner's Rift. Cả hai đội tuyển đều đem theo khát khao, hy vọng và liệu rằng có những điều kỳ tích được vẽ nên tại đất Hàn Quốc hay không. Sẵn sàng với toàn bộ những gì có thể. Sẵn sàng, chuẩn bị đánh nào. Và vẫn đang set up. Và Showmaker đứng rất góc, rất là khó chịu nha. Anh ta tung băng trường ra và đội hình Gam đang muốn vào. Levi canh, không cướp được. Và Ray của Kelly lao vào. Nhưng phía bên kia, Levi đóng lòng. Mưa tên lửa được xả ra. Bên phía này, Slayer được bắn. Anh ta đã có được mạng đầu tiên, đó chính là Kelly. Tiếp này. Hiện tại anh ta đã có được 3 món lớn, trong khi đó Kiyaya mới chỉ có một món mà thôi. Đẹp vào tới. Và tấn công thẳng người Kiyaya, ta không có tốc biến. Mưa tên lửa giải ra, Showmaker có đồng hồ trong tiếng này và anh ta tạm thời sẽ sống sót. Và sẽ là cái nhà lính Dead tốc tiến lên trên tới luôn. Có tình huống solo kill và đó là mạng dành cho Dead. Tấn công vào và Levi, anh ta lao vào đối phương và dựng hiến cái mạng của mình rồi. Cuối cùng thì đã ngược trở về, không có cơ hội nào cả. DK họ hủy diệt hoàn toàn Gam Esport. Cái game này á, ngoài trừ cái khúc đầu đi lên nó hơi lắc lắc ra, khúc này anh em mình có lợi thế là mà anh em mình không có chủ động. Để cái khúc này thôi. Để khúc này lúc trước là mình lấy lá của con Kai'Sa đúng không? Mình lấy lá Kai'Sa lúc này xong mình đang dùng một mid, cái lúc mình đánh con sứ giả 2 á. Anh em mình đừng hỏi nhau nữa, anh em mình thích thì anh em mình đánh luôn đi, kiểu mấy con mà tướng mở như Rakan đâu nè. Anh em mình chủ động đánh luôn, anh em đừng hỏi, tại trong mid chat anh em hỏi nhiều lắm, nhưng mà thật ra không cần phải hỏi đâu. Lúc này anh em thấy cơ hội chỗ nào anh em con anh em đánh luôn. Dù pha này đánh lên hay đánh dưới, mình thấy Silas đây đúng không? Mình đánh trên đây. Ngay khúc này là khúc cơ hội anh em mình có thể đánh đối với tụi nó nè, mà anh em mình không có chủ động á, không có đưa ra cái quyết định á, mà nó là thằng đánh mình. Chứ mình cũng không đánh được nó đúng không? Nhưng mà trong khi nó đang lỗ bèo như mình. 1, 2, 3, go! Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước đến ván thi đấu thứ hai. Ván thi đấu thứ hai, bước chân cuối cùng, điều nhảy cuối cùng tại chung kết thế giới dành cho một trong hai đội tuyển. Di chuyển cặp đường dưới lên rồi, đang tìm kiếm thông tin, tấn công thẳng vào Vulcana. Rumble không có tốc biến, mưa tên lửa được xả ra và sát thương cực kỳ nhiều. KT gặp nguy hiểm, đây là quá nhiệt. Chiến công đầu dành cho Levi. Kia đẩy Kenyon bên kia hàng, nhưng cuối cùng Levi đang bị Showmaker đánh thường liên tục và hôn gió có người che. Ngược lại, Kia bị vây bởi 3 thành viên DK. Và con sứ giả đang được giữ máu, Kenyon đang là người kiểm soát Showmaker lửa gốc. Kaelin đứng đây, cực kỳ áp lực, Kia đứng đầu và móc vào người. Đó chính là Kaelin lao vào, hất được hai người. Đến từ Kia ra, KT lao vào, đó là sẩy. Và Canada đọc, đẹp đạp rồi, Kenyon cũng nằm. Và Gam đang chiếm lợi thế trong pha giao tranh này. Tuy nhiên, đó là Showmaker vẫn còn sống. Anh ta có triple kill và rất có thể sẽ là quadra kill khi Palette thân cô thế cô. Xe này cắm xong âm trúng rồi, vẫn chờ trong một tình huống tấn công hôn gió không thành công. Kenyon lao vào đá thẳng vào KT và KT bị Kana sấy cho tới ngậm luôn. Ballet cũng đi luôn rồi, kia ra sẽ là nạn nhân tiếp theo và mạng hờ gục dành cho Kenyon. Double kill dành cho Dev. Mọi người, 21 ngày đã kết thúc thì anh cũng muốn say good job to team, you know, là mình đã đi vượt qua cái expectation của mọi người. Nên anh cũng rất là tự hào về mọi người ở trong team. Good job, you know, mình cũng đã win the hearts and minds of the people and unite and inspire nhiều người xung quanh thế giới, không phải chỉ Việt Nam. So you guys should be very proud of being good. Okay, thì anh biết là nhiều người sẽ nghĩ đến là nào là bây giờ về nhà với cả gia đình, với cả người thương, nào là chưa biết tương lai của mình, chưa biết tương lai mọi thứ các thứ nó làm sao.
Nhưng mà đây là những người đồng đội đã vừa mới chiến đấu, tất cả những mọi người đều đã chiến đấu với nhau một cái giai đoạn 20 mấy ngày. Thì anh muốn là trong tối nay cũng như là ngày sáng với cả chiều mai mình có thể tận hưởng những cái giây phút này bên nhau. Bởi vì nhiều khi mình không biết được là sau cái ngày mai ngày kia gì đấy là mình còn có thể nào đứng chung trong một chiến tuyến nữa hay không. Thế đấy cũng rất là khó nói. Thì hãy tận hưởng. Anh nghĩ là đây là một cái kỳ chung kết thế giới mà tất cả mọi người đều có thể chia sẻ được hết cái tâm tư tình cảm của mình ra. Và mọi người đều rất là đoàn kết đó, để có thể vượt qua rất là nhiều khó khăn. Thì tiếp tục tận hưởng cái giây phút này ở với nhau, tập trung vào hiện tại, những cái khác mình để mình bỏ qua sau ha. Cố gắng tận hưởng vui vẻ. Bây giờ cũng không cần phải nghĩ đến kết quả của mấy cái đấy nó qua rồi, không phải bàn lại nữa. Mình tận hưởng với nhau, đi ăn. Sau đó thì ngày mai mình có thể đi shopping thêm vào buổi trưa, buổi chiều. Anh em media cũng rất là cảm ơn mọi người nhé. Yeah. 1, 2, 3, GAM! Go eat. Cảm ơn anh. Anh gì vậy? Anh là salmon. Salmon này cá ngừ. Tại vì bông nhớ của nó ngon. Mời bạn nha. Món ớt thứ hai mà lại ăn đó phải lấy cái này rồi. Mấy anh gì đây? Ăn healthy trước, ăn salad trước nè. Một chút sushi. Chill. Don't forget to eat your salad. Em ăn gì? Salmon canh. Tôm à? Cung. Qua và kia đâu? Ta có gì? Ủa, cua đấy à? Cua cua tuyết. Cua tuyết. Tính ra là nó xong trước em á. Hải sản quê nhà, muối tiêu chanh. Đó. Hải chấm hải sản. Là... gì đó sai sót. Để bay nhất được đúng không? Trời ơi, đồ má, nhìn chén muối giống như muối ngon nhưng mà hải sản là bình thường. Ngon. Ngon kiểu tám à? World Taekwondo 23. Đầu tiên đó là anh cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người trong cái phòng này. Starting off with Beyond and Khoa để hỗ trợ bên game tất cả cái chuyến đi này ấy, để có một cái trải nghiệm rất là tốt. Và anh cũng rất là biết ơn cả hai người. Thank you. Also. Lần đầu tiên ở trong chắc là cái 2 năm của mình ở đây một cái game live được 100,000 view ngày hôm nay. Just for the media team. Rất là muốn cảm ơn media team. Ngoài các em sang bên đây cùng đội thì các em có hỗ trợ rất là nhiều. Ngoài media các em đi mua đồ ăn, các em hỗ trợ các bạn rất là nhiều. Thì anh biết là có mấy đêm các em thức dậy đến 6 giờ sáng để làm subtitle, để ra clip. Mà anh tin là bên mình và tất cả game fam, mọi người mà xem á, rất là appreciate để nhìn ra rất là nhanh và cái câu chuyện nó rất là hay. Thì great job to the editors, the man behind the camera, Pha and Koi. Team! Also, we có một người rất là mới cùng với mình ở trong cái đường đi của mình á, that's Mr. Yu ở đây. So Yu, please stand up. So I just want to say thank you for being a part of this journey with us. I know you joined us in just a short amount of time, but we appreciate you, number one. Là cũng rất là cảm ơn bạn, tại vì là có một người Hàn Quốc đi cùng mình nên làm cho mọi thứ đó. Nó rất là easy hơn, rất là dễ hơn. A lot easier to have somebody that's local here, that speaks the language, makes it a lot easier for us. So thank you, number one. Number two, thank you for your insights and sharing with the entire team and spending time with a lot of the players. You know, I know you spent some time one-on-one with the players, we appreciate that. Number three, thank you for connecting us with a lot of the SK teams and all the amazing people here. So thank you for your time and your energy and being a part of this with us. You say something. I think so. The
it's 1 month. It's a really good experience to, no, it's a good memory in my life. It's a really good, give to me the good chance for every members. I'm really thank you that. Yeah. Thank you. But last but not least, Izumin. Please stand up. Anh muốn cảm ơn Izumin bởi vì là tất cả mọi người trong cái phòng này ấy, đang ở đây ấy, vì Izumin. Izumin là người nhìn thấy các em có một cái gì mà rất là tự tin vào em, mà nhìn thấy em có một cái potential gì đó mà Izumin sẽ kéo em vào cái team của mình đây. Thì Izumin là sáng tối khi nào cũng lo cho các em, thì anh muốn cảm ơn Izumin. Với cả anh cũng lâu rồi, có những người đồng hành ngay từ thời điểm đầu anh bắt đầu ở trong Cam, thì là Levi và Kiaya. Những người thì cũng rất là lâu, có những người thì cũng mới. Nhưng mà anh hy vọng là cho dù tương lai mọi thứ như thế nào thì mình cũng sẽ nhớ lại cái lần này như một cái kỷ niệm rất là đẹp. Thì mình đã cùng nhau chiến đấu, mình cũng ở đây đến tận khoảng 20 mấy ngày ở chung kết thế giới. Đấy là một cái những cái điều mà mình làm được thì mọi người phải thấy là đây là những điều mà chưa có đội nào làm được ở VCS, như là lần đầu một đội VCS vượt qua được vòng play-in ở trong chung kết thế giới, hay là mình đánh bại một đội Bắc Mỹ, thì đấy đều là những điều mà chưa bao giờ một đội VCS đã từng làm được. Và em hãy tự tin vào những cái điều mà em đã làm và đừng cảm thấy là thất vọng vì mình đã đánh kém ở trong một vài trận đấu, mình đã bị một cái gì. Tiếp tục cố gắng trong cái sự nghiệp của mình, vì anh biết là rất nhiều người ở đây sự nghiệp còn rất là dài. Thì đầu tiên thì em cũng cảm ơn anh Danny với lại anh Đức Cây với lại anh Hiệp. Thì nói chung thì cũng mặc dù thì em thì em cũng không có thích đi thiền gì lắm, thì nói chung là kiểu thì ở đây kiểu tập thể thì cũng làm vì mọi người đó. Thì nói chung là kiểu em cảm ơn mọi người thì cũng đã giúp em mấy cái đó, thì em cũng thấy thì em cũng tự tin rất là nhiều sau hai mùa thất bại vừa rồi. Thì em cảm ơn mấy anh Meda thì cũng cầu vũ hay động viên em nhiều, còn cảm ơn những đồng đội. Thì nếu mà anh em thi đấu nhau thì cũng có cãi nhau hay là kiểu nhiều lúc thì cũng khó nói chuyện với nhau á, nhưng sau mình họp lại thì mình cảm thấy mình nói chuyện nói chung nó đỡ hơn chứ không phải là hết. Nhưng mà cảm ơn mọi người suốt gần tháng vừa rồi thì mình cũng cố gắng nhiều rồi, thì mình nhớ cái kỷ niệm đẹp này hả, thì nhớ cái khoảnh khắc này, thì em cảm thấy cảm ơn mọi người rất là nhiều. Gần mùa chứ phải 3-4 tháng. Về kỷ niệm thì nó đơn giản là những cái giây phút mà mọi người như này thôi. Thì nếu mà để nhiều nhất thì chắc là đi tháp Nam San, tại vì đấy là lần đầu tiên ở Hàn Quốc mà tụi mình giống như kiểu ngồi xuống nói chuyện tập sự và thứ, thì anh em nhiều cái nó có thể gọi là giữ trong lòng nhiều người hay là cái gì đó đi, thì đấy là kỷ niệm em nghĩ là vui nhất đối với anh. Yeah. Thế rồi. Các bạn chọn ai? Thì nói chung thì em nói kiểu từ đầu mùa luôn, từ lúc mà mới vô. Yeah. Thì em nghĩ là cảm ơn. Và xin lỗi. Cảm ơn vì mọi người đã giúp đỡ em rất là nhiều. Trong này cũng giữ trong lòng rất là nhiều, nhưng mà kiểu mọi người cũng động viên em để nói ra, kiểu em cũng cảm thấy vui, kiểu cũng trải lòng với mọi người nhiều, kiểu cũng đỡ căng thẳng hơn, đỡ cực hơn. Thì em xin lỗi mọi người vì kiểu lúc mà chung vô á thì tôi cũng suy nghĩ trên quần là em sẽ cái chuyến đi nó kiểu nó vui và nó sẽ để lại cho những kiếp em rất là sẽ đến cuối đời luôn. Em thì trước tiên thì cảm ơn mọi người
lúc mà em có sự cố SE thì em nghĩ là em sẽ giải nghệ, em không thi đấu nữa. Nhưng mà khi biết tin được vô GAM thì em nghĩ cũng là cái cơ hội để cho em làm lại và em có thể thực hiện ước mơ mình. Nhưng mà khi chuyến đi thì thực sự thì đó với em thì nó là những cái gì mà em đang mong muốn. Và trước đây khi mình thi đấu thì đó là những người đồng đội tốt, nó cho em cảm giác được được quan tâm và yêu thương. Thì bản thân em á, thì khi mà em cảm giác là mình được quan tâm yêu thương thì em thi đấu rất là tốt. Thì nói chung là cái kỷ niệm đẹp nhất ở đây thì em nghĩ là kiểu giống như là những cái mà em cầu nguyện với gọi là vũ trụ đi, thì cũng đã đáp lại cho một phần đã gặp được những người đồng đội tốt và môi trường nó cũng tuyệt vời và anh chị hỗ trợ hết mình được. Như bản thân em thấy là ở chuyến đi lần này thì em cũng rất là vui cũng như hạnh phúc và rất là biết ơn về nhiều khoảnh khắc mà anh em mình kiểu đã làm việc chung với nhau. Và cái mà em thấy hạnh phúc và vui nhất là khi anh em mình có những khoảnh khắc anh em mình đi thao mình đi khắp ra nói chuyện tâm sự này, rồi mình còn có những lúc mình chen hay mình đứng giải mình đâu với nhau mình rất là vui vẻ và không khí rất là tốt á, thì rất là cảm thấy bản thân em là hạnh phúc và vui nhất. Và em cũng rất là tự hào về anh em, cũng như tự hào bản thân em là kiểu những có những trận ban đầu á, anh em mình gặp lao mình thua thì đó kiểu mình tinh thần mình nọ mình cũng bị gọi là kiểu nó áp lực này nọ, và kiểu em tự hào về mọi người đó là kiểu mọi người không có bỏ cuộc được, mọi người kiểu tiếp tục chiến đấu tiếp và mọi người chiến đấu đến tận vào trong đây luôn. Thì đó là điều mà em cảm thấy em tự hào nhất về team cũng như bản thân em vì mọi người đã không bỏ cuộc. Thì em cũng muốn cảm ơn anh Hiệp, anh TK và anh Andy vì đã kiểu làm những cái mà như là có ý tưởng rất là tốt á, để cho em kiểu gắn kết lại nhau và nói chuyện với nhau và tâm sự với nhau. Thì em nghĩ điều đó là tốt, thì nó sẽ khiến team mình nó gần gũi với nhau hơn, nó không có kiểu nó sẽ một kiểu trong phòng chen nó không khí âm đạm rồi này họ nó sẽ khiến cho mình nó đi xuống. Thì những cái mà những cái mà cấp trên làm với bọn em thì những điều đó em cảm thấy nó rất là tốt và nó rất là ý tưởng rất là hay và em cũng biết góp điều đó. Thì em cũng muốn cảm ơn anh Tuấn, anh Khôi và anh Pha thì đã chăm sóc bản thân em cũng như là cả đội. Cảm ơn Khoa đã là người phiên dịch em suốt như là video lâu lâu mất một hai chữ mặc dù là em không mỗi lần thì kiểu không nhớ cái Khoa cũng hay nói nhiều và nói hơi cái kiểu nó dài chứ không có rất là từ hoài, thì anh Khoa cũng cố gắng phiên dịch em để cũng góp điều gì đó. Cũng cảm ơn mọi người thì rất là kiểu rất là vui và kiểu là rất là hạnh phúc thì chuyến đi này sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời em, vì đây chuyến đi mà kiểu mà thấy mọi người đã rất là cố gắng và mọi người không bỏ cuộc. Em biết đó rất là tự hào về các anh và mọi người. Đối với em thì chưa cần kể đến cái chung kết thế giới lần này thì cả cái quá trình sự nghiệp của em ở GAM thì nó thật sự rất là may mắn nên mọi người chọn em và thưởng hẹn cho em cơ hội để em được làm việc ở đây. Thì cảm thấy mọi người mặc dù là mình có khó khăn xong rồi mình cũng hay có những lúc mình đổ vỡ nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn ở lại với nhau, kiểu rất là nhiều chuyện xảy ra, kiểu cảm thấy là chỉ tính riêng cái mùa hè và cái chung thế giới này không thì nói chung chung là drama trong GAM rất nhiều luôn, kiểu biết bao nhiêu là chuyện xảy ra trong GAM nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn đi tới đích cuối cùng là thi đấu tới bây giờ. Thì take a moment.
lúc ngồi làm việc chung với mọi người tiếp theo. Nhưng mà có những người đặc biệt là như anh Khoi kiểu, thì tình hình bệnh của anh thì có lẽ sẽ không có đồng hành được mình đâu. Kiểu cứ mỗi lần mà ở trong mùa này mà em nhờ tất cả cái áp gì anh thì
thứ ba đi với team mình hết. Thì yeah, đi lần đầu với mọi người là đi dốc không mát, xong rồi tới cái massage, xong rồi tới đợt này. Thì anh không hẳn là làm việc với team, nhưng mà anh cũng gắn bó với mọi người theo một cách nào đó. Anh làm việc ở studio, anh gặp mọi người, xong rồi anh đi với mọi người tới chuyến này, chuyến thứ ba chắc là chuyến đẹp nhất trong cả ba chuyến. Mọi chuyến thì nó sẽ có cái đẹp riêng, nhưng mà chuyến này nghĩ là chắc là thấp nhất. Thì đi xuyên suốt cái quá trình đó thì anh cảm thấy là rất là nể cái sự cố gắng của mọi người, và đặc biệt là cái việc mà mọi người phải chịu qua bao cái áp lực đó, thi đấu đó. Anh biết là chịu rất là nhiều áp lực thi đấu ở cái trận đầu tiên. Thì anh nghĩ đây là chuyến đẹp nhất của anh, và anh chưa từng nghĩ là mình sẽ đạt được tới đây. Ý là anh chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày mình thực sự đứng trên sân khấu đó mà làm dịch, làm phiên dịch. Một phần cũng chỉ là may mắn thôi, tại vì bây giờ Dũng mới phiên dịch chọn một con đường khác mất rồi, nên Dũng không còn ở với mình. Thì anh cảm thấy rất tự hào về mọi người. Cảm ơn mọi người. For me, guys, I can't tell you how much I have enjoyed watching you guys come together as a team, stronger and stronger. Having the trust in TK and myself and Azuman to do very unfamiliar things, but doing it anyways and coming together and growing as a team, it has given me tremendous pleasure to watch this. So I want to thank you guys for trusting us to do things that seem strange and unfamiliar and coming together as a team. You guys, when you go back home to Vietnam, should hold your heads up with pride because of what you guys have done. Not necessarily just on the stage, but what you've done in private, coming together as a true team that's unified. And I also just want to say thank you for one of the most memorable birthdays of my 48 rotations around this star. It was a fantastic day that I will never forget, and I deeply appreciate the moments that we spent and shared together at the Emperor's Palace and the King's Garden. That will be something I'll hold in my heart for many, many years to come. Come on, gentlemen. Yay! Vậy là cuộc hành trình của tụi mình ở chung kết thế giới 2023 đã kết thúc. Mình xin cảm ơn các bạn. Vậy là cuộc hành trình của tụi mình ở chung kết thế giới 2023 đã kết thúc. Và mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng tụi mình từ đầu mùa giải đến bây giờ. Và đây là lúc mà bọn mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những giải đấu tiếp theo. Bye mọi người. See you again. Ok, cut. Cắt cho ít tóc, mì đồ sâu ghê xa. Mà chú hẹn